Không biết là sáng nay là em Lửa có nhà không à, trưởng xóm nhỉ? Có à? Lại các bác hàng xóm đây là cũng ngồi ở chỗ những cái trái nhà như vậy để nối sợi này. À, ở đây là các cháu tắm, đây là đường này là hơi ướt rồi. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mỹ Hải. Và hôm nay Mỹ Hải tiếp tục đưa quý vị và các bạn quay trở lại thăm gia đình nhà em Lửa chân bị liệt mà đi phải chống bằng tay nhé quý vị. Và hôm nay vào ấy thì Mỹ Hải sẽ trao phần quà của cô Hà ở bên Mỹ nhé. Như thước phim trước của Mỹ Hải thì cô Hà ở bên Mỹ ấy cũng có gửi về cho Mỹ Hải là 600 đô. Và cô cũng có nói với Mỹ Hải rằng là 50 đô là sẽ cho em Lửa chân bị liệt mà đi phải chống bằng tay. Còn 50 đô ấy là ủng hộ kênh Mỹ Hải. Và qua đây thì Mỹ Hải cũng xin chân thành cảm ơn cô Hà ở bên Mỹ. Và còn 500 đô ấy là sẽ cho em Lành mà bị ung thư vòm họng nhé quý vị. Và hôm nay vào thì Mỹ Hải cũng sẽ trao phần quà của chị Thanh ở Hải Phòng. Chị Thanh ở Hải Phòng thì cũng có gửi là cho em Lửa là 1 triệu nữa nhé quý vị. Và tổng của số tiền của cô Hà với lại là chị Thanh ở Hải Phòng là 2 triệu 150 nghìn đồng. Và hôm nay vào ấy thì Mỹ Hải cũng có mua được 2 con gà mái như vậy để mang vào cho em Lửa để em Lửa nuôi nhá. 2 con gà mái này là bằng với giá là 465.000 đồng. Gạo là 30 kg là bằng 420.000 đồng. Và dầu gội là 100.000 đồng một chai dầu gội đầu clear. Và còn lại là 1.165.000 đồng nhé quý vị. Chào chị ạ. Em chào anh Hải chứ. Em chào anh Hải. Em phải chào chị Mỹ nữa chứ. Nhau chị quá chị. Chào cô chị quá chị. Ây da, mình đi nắng về xong là vào đến trong nhà là hoa mắt hẳn đấy trưởng xóm ạ. Vào cái nhà hơi mắt ở ngoài. Nóng không? Đúng rồi. Đấy gà đấy là xe úp à. Vào đâu đây? Ô tụi cái này chó thường mấy lửa. À trời, chó khí không nóng cái kiểu. Khí tế lý dạ. Ừ. Đấy buộc vào, mình phải buộc vào xong là tối thì mình mới thả được trưởng xóm ạ. Giúp em được buộc vào. Hiện giờ là em Lửa cũng đang đi tìm dây để về buộc 2 con gà này vào. Không thì lấy một cái củi tấu ấy em chứ trưởng xóm ạ. Lấy một cái củi tấu ở bên trong này. Như đợt trước là anh nhìn thấy em Lửa là cũng có úp củi tấu, có một cái củi tấu hay ở cái trái nhà bên này mà. Đây này, cái củi tấu đây này. Mà hay co thì sợ được được. Không sao. Thả chân này. Đấy, thả chân ra. Đấy, úp vào đấy được mà. Đấy. Đấy, úp vào lúc đấy là được mà. Nó ở quen rồi, tối mình thả là ngày mai nó ở ngay mà. Đấy, cứ chỉ úp như vậy thôi, để ngày mai là mình bắt đầu thả là được. Tại kia nó nói chị tao mê lử. Tại kia nó mổ. Nó mổ là? Ừ. À, nó mổ chứ chị? Chứ nó mổ nó rau thế nào? Nó mổ nó rau chứ hả? Ừ. À. Vì mình có hỏi em Lửa ấy rằng là sáng nay là em đã ăn gì chưa. Thế cho nên là em có nói với Mỹ Hải ấy rằng là sáng nay là em cũng có ăn cơm với lại là rau rồi nhé quý vị nhé. Đấy, đàn gà thì hôm trước là Mỹ Hải vào đây này. Đấy là đàn gà đấy cũng lớn khá là nhanh rồi. Đấy, em Lửa cũng có một đàn gà như vậy. Như hôm trước ấy thì Mỹ Hải cũng có vào thăm em Lửa ấy. Thì ở cái khu bên trong này quý vị kìa là cũng rất là nhiều cỏ. Thế cho nên là Mỹ Hải cũng có nói em Lửa ấy, rằng là mình sẽ nhổ cỏ đi để trong cái khu vườn nhà mình ấy, để đỡ dặm nhé quý vị nhé. Đấy, ở khu vực dưới này là có những con gà con mà của em Lửa đợt trước này. Đấy, cũng đang ở dưới gầm chuồng hết rồi. Đấy, hôm nay rất là nóng nha. Nó này so so rồi. Nó này so so. Nó này so, khi chúng ta chưa? Đấy, cũng rất là nóng. Đấy, cũng rất là may rằng là gia đình nhà em Lửa đây là cũng có điện. Thế cho nên là như đợt trước vào đây là cũng có mua được quạt như vậy vào để cho gia đình nhà em. Mỗi lần mà trời nắng nóng như vậy ấy, là được quạt để cho mát nhé. Còn em chứ trưởng xóm thì cũng đang lấy nước ở bên trong này để chuẩn bị rửa tay. Đấy, không biết là còn nhiều nước không em chứ? Chắc là còn nửa tét rồi. Còn nửa tét à? Đây,
Đây á, đâu xem ạ. À, đấy mấy hôm nay mưa này. Mưa thế cho nên là cũng sẽ làm cái vòi ti ô như vậy để bắc từ ngoài chảy vào đây. Đấy, thế là nhà em cũng đầy nước uống rồi. Chúc mừng gia đình nhà em. Đấy, ở lúc nào tin tệ chứ đó, mình nhìn đó tiền nhá. Ừ. Đây về chứ? Chị đã mất tiền. Đấy quý vị ạ, mình có nói với em Lửa ở đây ấy rằng là tóc thì cũng qua đã dài rồi, thế cho nên là để cho Mỹ Hải cắt cho. Nhưng mà được cái là em Lửa ở đây cũng có nói với Mỹ Hải ấy, rằng là tóc thì để dài thêm một chút nữa để rồi là sau đó là em Lửa mới cắt, còn là bây giờ thì cũng chưa vội cắt. Em Lửa cũng có nói với Mỹ Hải rằng là như vậy nhá quý vị nhá, thế cho nên là Mỹ Hải thì cũng đồng tình theo ý kiến của em Lửa ở đây thôi. Đấy, với lại là em Chứ ơi, rồi là hôm nay anh vào đây ấy, với lại là cũng có mua được hai con gà này ấy cho em Lửa để nuôi để phát triển kinh tế lên. Với lại là anh vào đây, với lại tụi mẹ Lửa cứ đi ấy, với lại là anh vào đây là cũng có mua được một chai dầu gội đầu đấy nhá. Chết tụi mẹ Lửa không được tua nhá, ô chào khó quá à tua phao ha nè nhóc tỉ mì cu nè chứ à tua chị Thanh nè nhóc của thầy Phải Phòng nhá, chúa tao tụi cái này chứ chúa tao xu đi này ấy xu đi nhá chứ à ít vừa chuẩn do ta học đi nè. Ơi tôi cho đó nhá. Mà sao sao được phao nhá. Tôi ít được phao mà nhóc của mì cu phao ha nhóc mì cu. Mà sao sao được phao nhá. Chứ à phao thành nhóc của thành phố Hải Phòng. Mà sao sao được phao thế nhá. Tao là đấy quý vị các bạn ạ, mình cũng có nói với em Lửa rằng là hôm nay vào đây là trao phần quà của cô Hà ở bên Mỹ, thì cũng có gửi 50 đô về cho em Lửa ấy. Thì nay vào thì mình cũng có nói với em Lửa ở đây rằng là phần quà của cô Hà với đây là phần quà của chị Thanh ở thành phố Hải Phòng ấy, thì có gửi lên thì Mỹ Hải cũng có mua được 30kg gạo như vậy, với lại là một chai dầu gội đầu, với lại là hai con gà. Tổng hết số tiền hôm nay Mỹ Hải mua gạo với lại là dầu gội với lại là gà là hết 985.000 đồng và còn lại là 1.165.000 đồng nhá. Mà này đi tôi mê lỡ cho con tiền ý chỗi của tao chỗ chi thiên đi nào, ôi mà mua đó gà nhá. Ờ, chúng ta cũng chỉnh cao cho mỗi con gáo rồi á. Con gáo á? Đấy, không thì trưởng xóm mà giúp em Lửa cấm được. Còn là 1.165.000 đồng ấy. Để hôm nào mà em Lửa hết thực phẩm hoặc là hết cái gì đó thì em ở gần đây thì là em Lửa sẽ nhờ em thì sẽ dễ hơn. Em thì bây giờ công việc cũng nhiều, bây giờ anh giúp em Lửa cấm là khi nào em được hết thực phẩm thì anh mua thực phẩm đấy cho em Lửa không? À, nếu mà lúc đấy anh tiêu hết rồi thì sao? Thì cái này thì có tiền cái này. Rồi nếu thế thì là như em Lửa cũng có nói đây quý vị ạ, thì em Lửa cũng có nói rằng là còn 1.165.000 đồng ấy thì là sẽ nhờ Mỹ Hải giữ giúp ra đây. Thì qua đây thì Mỹ Hải cũng em Lửa đây thì cũng không biết nói tiếng phổ thông ấy, thì cũng chỉ biết nói tiếng Mông của Mỹ Hải thôi. Thì qua đây thì Mỹ Hải cũng thay lời em Lửa rằng là Mỹ Hải xin chân thành cảm ơn cô Hà ở bên Mỹ với lại là chị Thanh ở thành phố Hải Phòng. Và còn cái gạo đấy ấy, thì trưởng xóm ơi, cá nhân anh là trong sự nhờ em rằng là em cũng bê cái gạo đi để đổ vào trong cái thùng đỏ của em Lửa, không thì em đặt vào trong thùng đấy cũng được. Đấy, hết gạo rồi đúng không? Không để bỏ cái thùng ra đấy cho sáng. Đấy, trong đấy hơi tối. À, còn một ít đấy là để cho gà luôn, đổ cho gà. Đấy, còn một ít đấy đổ cho gà. Đấy, đổ gạo vào đấy. Vì là một mình em với lại là còn cháu trai nhà, con trai của anh trai em Lửa. Dạo này không biết là có về đây ở cùng em Lửa nữa không? Ban đêm thì cũng thỉnh thoảng về ngủ, còn em Lửa ban ngày thì mùa nóng thì cũng đi chơi tắm cũng nghe. À. Đấy, giờ là em chứ trưởng xóm đây là Mỹ Hải cũng cá nhân là trực tiếp là nhờ em để em sẽ giúp đổ gạo vào trong cái thùng đỏ này để cho em Lửa ăn nhé quý vị nhé. Vì tiến tới nay thì Mỹ Hải cũng có bận việc ở thôn Há Dốc Cò rồi, thế cho nên là Mỹ Hải là cũng sẽ ít vào thăm em Lửa hơn, thế cho nên là nay vào đây là cũng có mua được 30kg gạo như vậy để cho em Lửa sẽ ăn dần. Đấy, ngô của em cũng hết rồi. Ở chỗ phúc cửa tả chứ mẹ Lửa rồi. Đấy, quý vị ạ,
mình vừa hỏi em Lử rằng là trên gác đây còn nhiều ngô không, em Lử bảo là cũng chỉ còn vài bắp ở trên này thôi, đủ cho gà thôi quý vị ạ. À, thùng đấy bé quá đúng không, đựng không hết. Được rồi, cứ để đựng như vậy cũng trước cũng được, sau là còn lại thì mình sẽ để vào bao tải em ạ. Cứ ăn trong cái bao tải trước rồi là còn ở trong cái thùng đấy là được. Ấy, gà con em Lử đây là một lớn khá là nhanh vì là chuồng ở đây rất là khô. Cũng phải công nhận rằng là ở nhà anh Trá ấy, với lại là nhà em Lử đây em ạ, là nuôi gà là phát triển rất là nhanh. Đúng rồi, ở chuồng đây rất là khô này. Đúng rồi, gà thì không ưa chỗ ẩm ướt đâu. Đúng rồi, ngan vịt thì là lại ưa chỗ ẩm ướt. Vâng. Là phải có nước thì mới sống được. Chỗ ẩm ướt thì là sẽ rất là phát triển, nhưng mà gà thì phải ở chỗ khô ráo thì mới phát triển được. Đúng rồi, nên chỗ em Lử đây cũng rất là khô. Đấy, đây rất là khô này. Đấy, gà đây này, 2, 4, 6, 8 con. Đấy, 8 con gà. Đấy, cắt cho em Lử chưa? Ừ. Đấy, còn cái chai dầu kia. Mẹ Lử, ắc khờ phút chuôn à. Ừ, khờ phút chuôn à. Đấy, mình có dặn em Lử rằng là em Lử sẽ tự cất những cái chai dầu gội đây của em. Để em sẽ cất đâu thì em cất. Để rồi là sau đó là mỗi lần mà em đi làm về hoặc là em đi hái rau ấy, em chỉ đi chống bằng tay như vậy thôi. Và em sẽ chui vào nương ngô để em đi hái rau ấy thì là lúc đi hái rau xong về thì là đầu chân tay em bẩn, thì là mỗi lần em tắm rửa ấy thì là em sẽ có cái chai dầu gội đầu đây nhá quý vị nhá. Ây da, lại phải để áo như vậy vào để quạt à? Nóng lắm, hôm nay hôm nay trời nóng á nhỉ? Đúng rồi, rất là nóng. Ủa chà? Hay á chưa? Thì khá á? À, xí xí hồ? À, quý vị ạ, như em Lử đây ấy, cũng có nói với Mỹ Hải rằng là em Lử đây là cũng nhà em cũng có một cái mận ở ngay trước cửa nhà em thôi, thì em cũng có nói với Mỹ Hải rằng là mận nhà em thì cũng đã chín rồi, thế cho nên là em Lử đây cũng có nói với Mỹ Hải, với trưởng xóm ấy, với lại là đồng chí vợ Mỹ Hải ấy, nếu mà ăn mận thì là sẽ ra ngoài kia hái, vì là em Lử cái chân cũng bị liệt như vậy rồi, thế cho nên là em cũng không thể trèo cây được mà đi lấy quả được, thế cho nên là bây giờ là cũng không có cây thì bây giờ làm kiểu gì được hả em chứ trưởng xóm? Đây. Ngồi lắm em một đây chứ không lắm. Anh chị tao thấy khác gì tao? Giờ chị tao. Mình cũng có nói với em Lử rằng là em Lử có trèo được lên cây mận không? Thế cho nên là em Lử bảo là em Lử không trèo được nhá quý vị nhá. Mỹ Hải thì cũng chỉ trêu em Lử là như vậy thôi. Em chờ được không? Ui. Rất là sai quả này. Sai mà cao quá nên là em Lử chỉ ngắm thôi. Em Lử chỉ nhìn thôi. Cao quá không trèo được thì thôi em chứa ạ. Đấy, nhà em Lử đây cũng có cây lê này. Cây lê này cũng chín rồi này. Cây lê nhà em Lử đây cũng chín rồi đấy em chứa ạ. Cái này chắc là tổ quả một tháng nữa, vì là cái mùa này thì vẫn chưa chín mấy. Lê này nếu mà trời nắng nóng như vậy là ăn cũng được rồi. Ấy, cây mận đây là rất là sai quả này, cũng chín rồi này. Ấy, thử tôi tung một quả xuống xem nào. Rồi, rất là ngon. Đây nha quý vị nhá. Em chứ trưởng xóm ấy, thì cũng trèo lên cây và hái được cho Mỹ Hải một quả xuống như vậy nè quý vị này. Đấy, Mỹ Hải cũng sẽ ăn thử quả này nhá, tại dưới gốc luôn quý vị ạ. Qua đây thì Mỹ Hải cũng xin mời quý vị và các bạn hãy ăn mận, cây mận tại gia đình nhà em Lử, chân bị liệt mà đi phải chống bằng tay nhá. Rất là ngon, mận máu quý vị ạ. Mận ngon lắm. Em hái xong là cho vào túi quần xong là cũng được mà em. Đấy, hái thì cho vào túi quần xong là hái mấy quả rồi. Mang về mình chấm với muối ớt. Mận cũng rất là ngon. Còn bây giờ ấy, Mỹ Hải sẽ vào ở bên này để hỏi em Lử xem là như bây giờ là em không trèo lên cây được thì ai sẽ hái cho em ăn nhé quý vị nhé, vì là mận chín rồi.
Ủa lúc mà thì có xe này là ai anh chị em ở đây nó là từ nề buôn à? Ồ, để to nó giờ tin lỗ tôi mà nó bắt nó cho mình vào bắt để to bên lúc mà to nó bên lúc một to đấy. Một chỉ to. Quý vị ạ, mình có hỏi em Lửa rằng là bây giờ cây mận nhà em Lửa đây là cũng đã chín như vậy rồi ấy. Thì là thường ngày là nếu bây giờ là em Lửa muốn ăn mận thì là ai sẽ hái cho em Lửa. Thì qua đây thì em Lửa cũng chia sẻ với Mỹ Hải ấy, rằng là nếu mà muốn ăn mận ấy thì là phải có em trai. À phải có anh trai của em Lửa ấy là xuống đây. Và các cháu về đây thì là mới trèo lên cây mà hái được cho em Lửa ăn nhá. Còn không thì bây giờ là em Lửa cũng chỉ ngồi dưới cổng gốc mà nhìn thôi. Ủa đi một sắt thôi. Mua to cho cổ thứ chứ rồi để tôi cho nhá. Được chưa? Đấy đưa cho em Lửa đi. Mọi khi là em Lửa bảo là không có anh trai em Lửa xuống là không với lại các cháu không xuống đây là em Lửa bây giờ mận chín là không biết nhờ ai mà để hái cho em Lửa ăn. Em Lửa không nuôi hàng cao một cho trời rồi hàng cao một cho trời mới chứ ngắm thôi. Đấy, còn cái bể ở ngoài này thì như hôm trước ấy thì em chứ trưởng xóm là cũng có nói với Mỹ Hải rằng là em chứ cũng có vác được một cái máng chảy như vậy. Đấy, có cái cây tre như vậy ấy là em chứ cũng có bắc được đường nước từ bên kia sang. Đấy để trôi chảy vào bể đây. Đấy, bể đây cũng khá là được nhiều rồi. Đấy, còn cái bể đó là sẽ là bể giặt của em Lửa. Còn bình thường cái bể ăn của em Lửa là cái bể ở bên trong cái téc nước các quý vị nhé. Cái này là mình chấm muối thôi em chứ nhỉ? Đấy, lấy mấy hạt muối vào đây. Có sốt thì được. Không cần đâu, mình lấy muối thôi. Cần gì? Đấy, mình lấy muối thôi. Lấy muối xong là về mình ăn thôi. Lần nào thì khác là mày Lửa. Đấy, còn em chứ trưởng xóm ấy là cũng đang lấy muối về đây để chấm ăn mấy quả mận tại gia đình em Lửa nhé quý vị nhé. Cũng rất là ngon. Ngon gì ngon nhờ. Đấy, chấm muối này. Ui, em chứ là trèo hái được bằng này thôi đúng không? Thưởng thức thôi nhỉ. Ngon. Nếu mà ở trong thôn mình ấy, nếu mà ai mà mua mận ấy thì là giới thiệu lên đây xong là tự lên trèo. Trèo hái về xong là cho em Lửa bán xong là em Lửa còn phát triển kinh tế lên. Còn có thu nhập để mua phở khô ăn cũng được. Đỡ được tí năng hay gì đấy. Đúng rồi. Đi đường nó xa không thì nếu ở một người người ta đi qua người ta nhìn thấy thì không biết mua mà. Wow. Mình ở trong này sâu quá. Biết trong này thì mùa này mình mua cao thì có một số họ vẫn không biết bảo mình có cây này hay không. Được rồi, không cần. Hôm nào bảo như này. Anh tí này sẽ ra ngoài kia anh sẽ bảo Mỹ vào vào đây. Để Mỹ và sẽ giúp em Lửa đây mua. Vì là Mỹ và bán hàng mà. Đúng rồi. Mỹ và bán hàng ở ngoài chợ. Em hay là ra ngoài chợ cái tháng đến tháng Mỹ và vẫn bán. Bán hẳn rau cả chúng nó kia chắc là nếu mà bỏ thì chắc là Mỹ và mới mua đấy. Đúng rồi. Mỹ và mua mà. Bỏ Mỹ Hà Mỹ và hái về xong là bán hộ luôn. Không thể nhập cho Mỹ và luôn chứ. Không thì cứ tôi mua bán cả cây. Bán cả cây. Ờ. Nó đâu có mấy gì tôi này juan thôi, juan tôi thì khác này nhá. Đấy, mình cũng có nói với em Lửa ở đây rằng là để tí nữa Mỹ Hải ra ngoài ấy thì là Mỹ Hải sẽ bảo Mỹ vào xuống đây mà để giúp em Lửa mua cây mận của em Lửa đây nhá quý vị nhá. Bán cả cây luôn. Bán cả cây luôn. Bán cả cái cây mận như vậy là thôi lấy 500 nghìn thôi nhỉ. Liệu được 500 nghìn không? Bán thì cứ để đấy thì trẻ con mỗi ngày ăn một tít thì... Nên mà nó ơi, con nó còn sụng ấy, nó cao quá. Ê. Khó lấy. Nếu mà cây mặt thấp thì chắc là cũng hết rồi. Rồi, cây cao. Cây này cao quá, trẻ em cũng không lấy được. Với lại là cái vùng trên mình đây ấy là không từ tiện đi lấy hoa quả. Trồng được thì ăn mà không trồng được thì là đi mua chứ không ăn là phải đi xin. Đúng rồi. Vẫn chỉ một lúc mà đánh tay cả. Bát to rồi đấy. Ngon. À, nhưng hơi chua. Cái này phải được tầm khoảng hơn chục ngày ấy đi. Vâng, chục ngày nữa thì nó chín mọng hơn thì sẽ ngon hơn đấy. Đúng rồi.
Thôi mê hài cũng phải à. Ăn thêm quả nữa nhé quý vị nhé. Gần ghê răng mà. Cá chưa nhỏ? Cá. Em được bảo là ăn mận như vậy là cũng khá là ngon quý vị ạ. Đấy, mận chấm muối này. Khá là ngon. Đấy, còn ở trong buồng em lử ấy, như đợt trước là vào đây là em không vén được màn lên. Nhưng Mỹ Hải bảo là mình phải chịu khó mình tập ấy và mình dưỡng ấy. Thì lúc mình gấp chân màn của mình vào như vậy ấy, thì là mùa hè ấy, thì lúc mình ngủ thì lúc có khách đến ấy, chơi nhà mình ấy, thì trong quá trình mà nhìn trong buồng mình thì cũng sẽ gọn gàng hơn và để cho xem mát mẻ hơn nhá. Đấy, còn em lửa thì cũng chỉ một mình là cũng ngồi thui thủi là một mình một góc đây thôi em chú trưởng xóm ạ. Lâu lắm rồi anh mình không vào đây là chỉ nhìn thấy em chú em lửa đây là một mình là ngồi một góc đây thôi. Em lửa thì chỉ ngồi đấy thôi. Mở cái tivi xe xong xe cả ngày xong rồi ngủ thôi mà. Đúng rồi. À bây giờ thì anh Hải không? Sao em? Bây giờ sáng gần 12 giờ rồi. Lâu lâu thì sáng nay hai vợ chồng của em ấy vừa đi chợ về xong lâu lâu không thịt gà cho các con ăn ấy. Thì à. vợ em vừa thịt có gà thôi mà cô cho các con thôi là tí mời anh đi vào nhà em xong rồi uống chén nước xong là ăn cơm xong là tí đi sau nhé. Ôi mổ gà cho các con là cứ mổ gà cho các con đi anh. Ừ. Chị vào tranh thủ vào đây tí thôi xong là anh chị lại ra ngoài lâu đi vào mà lâu đi vào á. Sáng nay thì vì là ở ngoài kia là cháu cả của anh ấy là cũng cắm cơm chờ rồi mà nếu anh chị lại vào đây nếu ăn cơm đấy là các cháu lại chưa có thức ăn gì ở ngoài. Sáng nay thì hai vợ chồng em vừa đi chợ đấy mua được ít rau về xong là các cô bảo ô lâu lắm nên là không bị ăn thịt gà chỉ gà đấy rồi. À thế là mua được con gà về mổ rồi đúng không? Vâng. Rồi rồi nếu thế thì nhất trí rồi. Đi xong rồi còn nhà em uống chén nước mà ăn cơm xong rồi tí đi. Rồi 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 ấy thế thì không thì bây giờ là mình à đi xuống nhà em thôi anh lại phải lên. Vâng. Nhà trên đường anh lấy à anh chị phải lấy xe. Vâng, vâng. Đấy là phải lấy xe xe em cũng để trên kia đúng không? Xe em á. Đấy, vẫn để trên kia mà. Đấy, để trên kia là mình lên đường thì mình lấy đi, xong là mình đi xuống dưới thôi, xong là không thì bảo cái em lửa đi cùng luôn. Vâng, thế thì em lửa cùng đi xong rồi. Đấy, thế thì mẹ lửa. Ờ. Rồi tôi chọn lên xe mà nhau nhau một trẻ nhá, ôm một tỏ tù thì về chữ nhá. Ừ. Ừ. Đấy quý vị ạ, mình cũng có nói với em lửa ấy rằng là nay vào đây có trao phần quà của cô Hà ở bên Mỹ và chị Thanh ở thành phố Hải Phòng cho em lửa thôi. Thì giờ là em chứ trưởng xóm đây ấy, cũng có nói với Mỹ Hải rằng là sẽ mời vợ chồng Mỹ Hải rằng là sẽ sang bên nhà em chứ để ăn cơm. Thế cho nên là Mỹ Hải cũng có nói với em Lửa đây rằng là giờ là Mỹ Hải sẽ chào em Lửa và Mỹ Hải cũng sẽ đưa em Lửa rằng là sẽ vào nhà em chứ để trưởng xóm ở đây để mình cùng nhau đi ăn cơm tại gia đình nhà em chứ nhé. Và qua đây thì Mỹ Hải cũng xin chân thành cảm ơn cô Hà ở bên Mỹ và chị Thanh ở thành phố Hải Phòng đã gửi quà về cho em Lửa ở đây. Có lẽ là giờ là Mỹ Hải cũng sẽ sang bên nhà em chú trưởng xóm. Ủa đẹp em mua lắm. Ừ mua lắm. Ừ. Cao trong, cao trong, cao trong trong. Đấy, mình cũng có nói với em Lửa rằng là giờ là cũng đang có xe thì là sẽ bảo em Lửa đi cùng em chú trưởng xóm đây với lại là Mỹ Hải luôn. Thì là giờ thì mới có xe thì để tí nữa em Lửa đỡ phải đi bộ vì là đi từ nhà em Lửa ở đây với lại là nhà trưởng xóm đấy là cũng đi bộ cũng khá là xa. Thế cho nên là Mỹ Hải cũng đang bảo em Lửa đóng cửa rồi tắt điện đi rồi là mình sẽ cùng nhau đi nhá. Ấy coi trong trong. Ấy coi trong. Ấy cũng phải là đóng cửa hết vào như vậy rồi là mới bắt đầu là đi được nhá. Đấy, giờ là lại phải là lên trên đường rồi là lấy xe xong là mới bắt đầu là chở em Lử xuống dưới nhà em chứ trưởng xóm. Nhưng mà đồng chí vợ em là mổ gà xong rồi nhỉ? Ừ, xong rồi. À thảo nào lúc em anh gọi điện cho em bảo là lên đây là hay là vợ chồng em là cứ lấy cớ bảo là mổ gà cho các con ăn lấy cớ là mổ gà như thế thôi đúng không?
À. Vào đi anh em. Rồi rồi. Được, vào đi được. Đấy quý vị ạ. Sau một thời gian là từ bên nhà em Lữ ấy thì à trưởng xóm này cũng có mời bảo Mỹ Hải à vào đây, vợ chồng mình vào đây sẽ ăn cơm đây. Ui, nhau trẻ. Ừ, tôi là. Ôi, phó sáu à? Đấy, thế mà em bảo là em chứ bảo là mổ một con gà cho các cháu thôi. À, thế là anh bị ca này là phát này là ca này là anh bị lừa rồi phải không? Đấy, mổ gà cho các cháu và mổ hai con như vậy mà có cả phó xóm. Phó xóm giúp mình là mình cũng không đạt kỳ được. À, thế là lần sau là anh biết rồi đúng không? Lần sau là mời anh như thế là anh không vào nữa nhá. Chủ yếu thì anh nếu mà anh là về gặp thì điền rồi có gì đâu. À về gặp là được rồi nhỉ? Đấy. Thế là có nghĩa là lúc đấy là trưởng xóm đi cùng anh lấy gạo và cho gia đình nhà em Lử. Thế xong là lúc đấy là chắc là sợ là anh chị không vào đây đúng không? Đúng rồi. Thế cho nên là mới bảo là thôi sang bên nhà em ngồi chơi uống nước. Đúng. Nếu anh nếu mà anh biết là mổ gà thế là anh đi về đấy. Đúng rồi. Ui. À lấy cái đấy đập để đỡ đau tay đúng không? Cũng được. Đấy, đấy là cũng là một phát minh. Thái thịt như vậy là có nghĩa là mình không chặt, thế cho nên là nó sẽ không nát nhỉ em nhỉ? Đúng rồi. Như vậy là thế là giờ này là mình với em Lửa là bị ca này là bị lừa rồi. Ít mặn xua rồi nên nó mổ đấy nhờ. Đấy quý vị ạ, mình cũng có nói với em Lửa đây rằng là mình với em Lửa đây ấy rằng là lúc trưởng xóm có mời vợ chồng Mỹ Hải vào đây ấy để ngồi uống nước rồi để ăn cơm, nhưng trưởng xóm có nói rằng là hai vợ chồng trưởng xóm ấy là cũng đi chợ về là mua được con gà để mổ cho các cháu, nhưng thực chất ra là chắc là trưởng xóm biết mình vào đây trước rồi. Như mọi khi ấy là trưởng xóm mà có mời mình vào ăn cơm, nhưng mà mình cũng có bảo là mình cũng rất là bận việc, thế cho nên là mình không vào. Thế cho nên là hôm nay là trưởng xóm mà biết là mình vào chỗ nhà em Lửa đây ấy, thì là sáng nay mình cũng thông báo cho trưởng xóm biết rồi. Thế cho nên là chắc là trưởng xóm mà cũng có nấu cơm sẵn rồi. Còn ở bên dưới này đang làm gì đấy hả trưởng xóm? À, đang xào rau à? À, đậu giá, đậu giá. Đây, đậu giá này quý vị này. Không biết là ở dưới vùng quý vị là có ăn cái đậu giá này không nhá. Đây là cái đậu tương này. Đấy, làm thành đậu giá này. Đấy, nhà trưởng xóm này rất là hay xem phim. Đấy, đợt trước là cũng có một cái tivi màn hình lồi ấy, thì là cũng bị hỏng rồi. Thế cho nên là từ lúc mà bố em mất xong ấy thì cũng có quý Mạnh Thường Quân có gửi tiền lên cho Mỹ Hải và Mỹ Hải cũng có mua được cho gia đình nhà em làm một cái tivi như vậy. Đấy, sau một thời gian ngắn là vào đây là em có phó xóm đây là cũng đã nấu được xong như vậy hết rồi. Thịt rang. Còn ở đây là cái món gì đây? À. Cái lòng này là xào với cái gì đây hả? Em có phó xóm. Dạ. Rau muống à? Rau muống. À. Rau muống với lòng gà. Rồi rồi rồi. Đấy, còn bên trên này là măng ớt này. Măng ớt là mình tự làm hay là mình mua về hả em à, trưởng xóm? Mình tự làm đó ạ. À, tự làm à? À, vì là ở vùng chỗ nhà em chứ trưởng xóm đấy quý vị ạ, là cũng có trồng được măng. Thế cho nên là cũng có măng rồi. Thế cho nên là em chứ trưởng xóm có nói rằng em chứ tự làm nhé. Đây, ớt đây. Đấy, chắc là ớt đây là ớt nhà em cũng trồng có này, tự hái này. Đấy, cà chua thóc. Gia đình nhà em là cũng xa huyện ấy, thì cũng chỉ dự trữ rằng là mua những cái bắp cải như vậy để sẽ ăn dần. Còn mùa này ở trên vùng Mỹ Hải thì nó khá là nhiều rau bí. Còn như đợt trước vợ chồng Mỹ Hải cũng có vào đây ấy, là thăm gia đình nhà em chứ trưởng xóm đây ấy, là
gia đình nhà em cũng có những cây lê cũng khá là sai quý vị ạ. Thế cho nên là giờ là Mỹ Hải cũng sẽ ra đằng sau xem là lê nhà em đã chín chưa. Lê nhà em chín chưa? Lê là chín rồi. Lê xanh là chín còn. À, như cây lê trên này là chín rồi đúng không? Còn lê đây là chưa chín đúng không? Lê là phải đến mùa thu ngô thì chín. À, ui sai chế nhỉ. Năm này nó sai nhiều không? Năm này sai nhỉ. Thích thật đấy. Thế thì của hơi bé. Quả hơi bé đúng không? Rất là sai. Đấy, còn như em chứ có nói rằng là cái cây xanh ở trên này là cái quả xanh xanh trên này này là chín rồi nhá. Đấy, nhà em rất là nhiều lê. Còn ở phía khu này là nhà em ấy là cũng có trồng được những cái củ rong giềng như vậy. Vì là gia đình nhà em ở đây là nuôi lợn và nuôi bò cũng khá là nhiều. Thế cho nên là bắt buộc là phải trồng củ rong giềng như vậy. Đến mùa đông ấy mà không có rau cỏ gì cho lợn rồi ấy, là sẽ trồng thêm củ cải với lại là rong giềng ở đây để chăn lợn nhé. Đấy, ở phía ngay đằng này này, lê rất là sai này. Đấy quý vị ạ, sau một thời gian thì mình cũng đã chọc được một quả lê để mình sẽ mang cho em lửa ăn nhé quý vị nhé. No à? Dùa. Ơ? Đâu? Ta đấy. No à? Đấy, mình có hái được một quả lê của nhà em chứ như vậy để mình có đưa cho em lửa ăn. Đấy, em lửa ăn là không gọt vỏ này. Các à? Tao ạ. Tao. Em lửa có nói với Mỹ Hải rằng là lê đúng rất là ngon nhá. Rất là ngon. Còn ở phía đằng trên là em bó phó xóm ấy là cũng đã vừa chặt gà xong rồi, thế cho nên là đang xóc muối như vậy nhá quý vị nhá. Đấy, cũng có mổ được gà như vậy. Phỏ với hả? Phỏ. Cho là đồng chí vợ của em chứ ấy, cũng có nói với em Lửa rằng là sao em lại không gọt vỏ đi ăn để cho dê ăn. Nhưng em Lửa đây cũng có nói với Mỹ Hải rằng là lê đây ấy, là vỏ thì cũng rất là mỏng, thế cho nên là ăn như vậy là cũng rất là bùi và ngon. Tắc vào. Còn rau bò này dịu quá chị. Rau chua. Rau chua. À, mình cũng có hỏi là đồng chí vợ của em chứ trưởng xóm đấy rằng là còn cái bắp cải đấy là mình sẽ xào lên hay là mình sẽ làm canh nhạt. Thế cho nên là đồng chí vợ của em chứ đấy cũng có nói với Mỹ Hải rằng là cái bắp cải đây rằng là tí nó rửa qua như vậy rồi là tí nó sẽ nấu nhạt lên. Nãy là em chứ có nói với anh rằng là em bảo là mời anh vào đây ngồi uống nước thôi, thế này nước nhà em đâu? Nước này. Đấy. Thế là pha là ca này là pha này là anh bị lừa rồi. Như mọi khi là bảo mời anh chị vào đây ăn cơm nhưng anh chị cứ toàn ra ngoài đúng không? Thế là lần này là biết là anh chị vào đây là lần này là cố tình là nấu cơm trước để chờ anh đúng không? Đấy cho anh xin công. Dạ. Cho anh xin công. À, thế là mỗi lần là mình đi đuổi nước đây là mình ra tận ngoài xã à? Vâng. À. Đuổi nước có 20.000 thôi. Đúng rồi. Rồi rồi. Đấy, và nhà em chứ để mời Mỹ Hải ngồi uống nước. Là như vậy đấy quý vị ạ. Đấy, đã bày mâm sắn xong như vậy rồi. Nhà em chứ hình như là có đĩa hay sao mà sao mình không lấy đĩa cho vào? À, anh chứ bảo là hai ông thôi. Làm hai ông thôi. Hai ông thôi. Rồi. Nếu làm hai ông như vậy sao lại không để vào chậu luôn? Để vào chậu nhưng mà phải tịt trộn mía mà
À, miếng à, miếng nạc riêng. Ừ, nạc riêng. Còn cái xương cổ miếng của cánh cổ, chân tay kia là riêng là để riêng. À. Đặt thế này nữa là thế mà anh Ê ngải thì cũng gớt cho anh Ê. Rồi rồi rồi. Cổ cái xưa thì cũng chơi vào xong. Rồi rồi. Thế không biết là như hôm trước ấy, anh lâu lâu rồi anh không vào thăm chỗ gia đình nhà em Xính rồi. Không biết là con lợn mà đợt trước là lấy vào cho gia đình nhà em Xính ấy, không biết là lợn ấy là đã sắp đẻ chưa? Em vừa mới xe được 2-3 ngày, nhưng mà bây giờ nó sắp đẻ rồi. À, sắp đẻ rồi à? Sắp đẻ rồi. À. Thật ra nó đẻ rồi. Rồi rồi. Đấy, lúc nào đẻ thì... gọi điện cho anh nhé, có số máy của anh là gọi điện cho anh, anh vào xem nhé. Vâng. Hoặc là em ở gần đây nhé. Vâng. Em là đã là biết phát triển kinh tế rồi, với lại là em chuyên nuôi lợn nái như vậy ấy. Lúc đẻ ra ấy, thì là em bảo đồng chí vợ em nữa, xong là hai vợ chồng em là đi giúp hỗ trợ cho em Xính nhá. Vâng. Đấy, lúc đẻ ra là mình phải hướng dẫn cho em Xính, không là lúc đấy là em Xính không biết đâu. Đúng rồi. Rồi rồi. Hướng dẫn cho ông Xính các cây dưa xỉ về cho nó. Đúng rồi đúng rồi. Đấy, quý vị ạ, còn ở phía góc này là đồng chí vợ của em Pó Phó Xóm đây. Đấy, trước khi lên đây ăn cơm cùng và sáng nay là cùng đồng chí chồng lên đây để chắc nấu cơm ở đây, là biết vợ chồng Mỹ Hải vào đây ấy. Là cũng mang những cái sợi lanh như vậy là quý vị này. Đấy, đi đến đâu là cũng phải tranh thủ là để mình nối sợi này, nối được bao nhiêu để hay bấy nhiêu này. Đấy, đang nối sợi ở đây. Vì là ở trên vùng Mỹ Hải ấy, đa số là mùa này là mùa lanh rồi, thế cho nên là bà con nơi đây ấy là cũng cắt xong, là giờ là cũng phơi khô hết rồi, giờ là cũng chỉ chờ tước và bây giờ là thành sợi như vậy. Rồi là bắt đầu là lấy ra giá, rồi là bây giờ là chỉ nối sợi như vậy. Rồi là sau đó là bắt đầu thêm một công đoạn là sẽ làm trắng nữa rồi cơ. Làm trắng rồi là lúc đấy là mới bắt đầu dệt thành vải nhá quý vị nhá. Hôm nay là em mời anh vào đây uống nước thôi nhá em chứ nhá. Là hôm nay là anh cũng uống rượu thôi nhá. Vì là anh còn phải đi đường dài nhá em nhá. Rồi rồi. Anh không uống rượu đâu. Anh chỉ ăn bát cơm thôi. Đấy, nếu không thì anh ăn bát cơm thôi. Vì là anh đi đường dài, đi xe như vậy là rất là nguy hiểm. À, nhà em là cũng mua được những cái sọt như vậy à? Sọt đây là mình để mình đựng ngô đúng không? Đúng rồi. Sọt, những cái sọt này là người Mông mình là ít dùng này. Đa số là những cái sọt đấy ấy, là phải là người Tày cơ. Gánh gánh thóc. Đấy, người Tày là hay dùng những cái sọt như vậy. Quỷ tấu. Đúng rồi. Đi đâu đấy à em Pó Phó Xóm? Anh ạ, em thấy cái lê này ngon lắm. Ngon à? Thì em thấy... Nấy là anh vừa chọc cho em lửa ăn rồi đấy. Em thấy em lửa ăn một quả thì ngon lắm. Em thử 2-3 quả xem. Lại thử 2-3 quả à? Đấy. Đáng nhất là thử một quả nữa chứ. Đấy đầu trên kia kìa. Ý nhất cũng phải 2 quả như thế. Xài lắm nha. Nhưng mà phải trộn cái nào mà tốt nhất thì cái đấy mới ngon chút. Đâu, quả nào cũng như quả nào mà. Và cũng là một cây thôi mà. Đấy, phải trộn 2 cái như thế này, phải trộn cái to. À, chọn quả to hơn. Ôi, chọn quả to ăn thôi đúng không? Để quả nhỏ lại để cho chủ nhà, phải không? Ít nhất chiều lấy cây phải lấy 2-3 củ như thế này mới được. Nấy là anh lấy cây xong là anh khều xuống rồi mà. Thôi, 2 quả được rồi. Ừ, chắc không đủ đâu. Không đủ á? 2 quả thôi. Hai quả thôi. Chỉ hai quả thôi. Đúng rồi. Tại quê nó trồng thì nó cũng chưa được thử. Không biết là thử chưa? Chắc là gia đình nhà em chứ là em thử rồi. Đúng rồi. Đấy, anh thử quả nào. Đấy, giờ là mới đến lượt anh thử này. Nãy là anh chỉ hái cho em lửa trước thôi. Đấy. Nãy là anh lấy cái cây bên kia kìa. Anh khều ra này. Chọc xuống rồi. Rất là ngon này. Quả này phải lấy dao gọt cơ. Cái ống quả chưa ngon lắm à? Phải là như thế này,
à mà nó mới à mỏng một tí. Mỏng một tí đúng không? Đúng. Nhìn lúc đấy là em lở là ăn cả vỏ luôn đấy. Ăn cả vỏ ấy. Đấy. Nhưng mà thời gian này mình xem là cái nào mà to nhất, cái nào chín hơn thì a à, cái a à, a à, à cả vỏ luôn thì cũng à, mỏng. À. Nếu mà cái chưa chín nhá, nó cứng, nó hơi cứng. À. Đúng rồi. Anh tưởng là cụ vật cây như vậy là cứ chọn quả to là cái quả đấy là quả không ngon. Cảm ơn. Khéo tay phết nhỉ, gọt được cái sợi vỏ dài thế. À, cán gọt như kiểu gọt máy này này. Không đặt cho nó đi thì nó dày quá mà. Cố tình gọt như vậy để cho anh chờ lâu hả? Không, mình làm thế này thì có lúc thì mình cá nó bị thất thì hết. À, không được rồi. Rồi rồi rồi, đấy. Gọt vỏ là không mỏng được. Đấy. Thế cho nên là hết cái phần thịt bên trong rồi. Đúng rồi. Thử xem. Ngon không? Được đấy. Được ạ. Rất là ngon đúng không? Đúng rồi. Còn quả của anh là tí nữa em ăn xong rồi lúc đấy là anh mới bắt đầu ăn, anh ăn. Đúng không? Nếu mà một quả anh là thử thì không tốt. Đúng không? Đấy, còn quả của anh để rồi là lúc đấy em ăn hết rồi cơ, lúc đấy anh mới ăn. Đây là đang làm món gì đó hả? Ơt. Chủ xóm? Ơt đó. Ui, cho nhiều muối thế. Cho nó cay quá thì cho nhiều muối hả, chính hả? À. Đa số là ở vùng trên mình đây này. Cứ nhà nào biết là ớt là y rằng là cũng có cái xoáy ớt như vậy. Đúng rồi. Ớt tươi phải làm thế này thì nó mới nắp cơ. Đúng rồi. Không thì... cái này không thì mình phải thái ra thì nó không dã ăn. Đây là cà chua là để tí mình nướng mình vâng. Trộn lẫn vào ớt này à? Trộn lẫn vào ớt này luôn. À. Đấy, món này rất là đặc biệt này. Cà chua để riêng hay là trộn lẫn luôn? Không, trộn lẫn luôn. À. À, lại phải phủi phủi thế. Lại phải phủi phủi thế. Đấy. Thế là xong món ớt đúng không? Vâng. Rồi. Còn em phó xóm ấy là đang đứng góc này để đang ăn lê. Ăn hết cả cùi luôn à? Không. Mày phải ăn hết của cái xương thôi. Ôi trời. Em bó thì cũng đang vớt bắp cải đây, trong cái nồi đấy là luộc cả nước gà đấy nhá. À, cho cả xả vào. Cho như vậy rất là thơm nhỉ. Đúng rồi, phải cho thứ này mới thơm. Đúng rồi. Lấy rượu ít thôi chủ xóm ạ. Vâng. Anh không uống đâu. Tí nữa anh còn đi đường dài anh uống ít à. Một chén rồi. Vì là mùa này rất là nóng. Uống rượu rất là hại. Bây giờ cơm chín rồi, bây giờ anh mình muốn ăn cơm không? Rồi rồi, nhất trí, nhất trí. Sẵn nay thì em chỉ chiêu anh thôi. Vì là em biết là nhưng mà hôm nay anh về cho một ít quà cho em lửa em. Rồi rồi. Anh thấy rồi. À, đấy là mình đã chủ động mình nấu cơm là có nghĩa là tiếp anh rồi đúng không? Thế thảo nào anh bảo là sao về đây mà lại bảo là mổ gà cho các cháu thôi. Thôi vào ngồi đi. Đấy quý vị và các bạn ạ. Là sáng nay. Rút lạt trước. À, thảo nào anh mới biết là như vậy. Đấy quý vị và các bạn ạ, sáng nay trao phần quà cho em Lửa thì
em chứ trưởng xóm ấy cũng có mời vợ chồng mình ấy rằng là cũng sẽ vào nhà em chứ trưởng xóm đây để ăn bữa cơm với lại uống nước. Thế cho nên là em chứ cũng có nói rằng là cũng các cháu ấy là cũng lâu rồi không ăn thịt gà thì cũng có mua được con gà, nhưng thực chất ra là em chứ trưởng xóm đây nhá là cũng chủ động rằng là cũng nấu cơm chờ để chờ vợ chồng mình vào đây để dự bữa cơm tại gia đình nhà em ấy. Thì qua đây thì mình cũng rất là cảm ơn em chứ trưởng xóm. Đây em chứ thì nấu cũng rất là nhiều món này, và thịt lợn này, thịt gà này. Đấy, không thể thiếu được món truyền thống ở trên vùng cao Nguyên Đá là món mén mén đây quý vị ạ. Đấy, món này mén rất là ngon. Nào. Rồi, cảm ơn trưởng xóm nhá. Đấy, rất là vất vả trưởng xóm. Đấy, lúc nào qua đây là trưởng xóm là cũng mời thôi. Ôi cảm ơn trưởng xóm nhá. Chào xanh nhá. Chào xanh nhá. Chào mấy lời. Muôn tàu xóm đi là đấy. Còn đồng chí vợ của em chứ trưởng xóm đây là Mỹ Hải cũng có nói là cảm ơn gia đình là đã tiếp đón rất là nhiệt tình. Thế cho nên là qua đây thì đồng chí vợ của em chứ trưởng xóm đấy bảo là lâu ngày rồi Mỹ Hải cũng không vào đây, thế cho nên là cũng chẳng có gì ăn, cũng chỉ ăn cơm rau thôi. Nhưng mà quý vị ạ, đây là không phải là rau đâu, trên này là toàn là thịt, toàn món ngon đấy quý vị ạ. Anh đi đường dài nhá, anh nhấm môi thôi nhá. Vâng. Rồi rồi rồi. Đây mặt rồi con. Nó thì lo. Ừ, nó mà. Đấy quý vị và các bạn ạ, sau một thời gian ngắn ấy thì Mỹ Hải cũng có vào trao phần quà của chị Hà ở bên Mỹ với lại là chị Thanh ở thành phố Hải Phòng cho em Lử. Thì là trực tiếp là em chứa trưởng xóm ở đây ấy, là cũng có mời vợ chồng mình vào đây để dự bữa cơm tại gia đình nhà em chứa trưởng xóm đây nhá. Mà để cho mấy anh em được ăn cơm tự nhiên ấy, thì Mỹ Hải cũng xin dừng video của Mỹ Hải tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo của Mỹ Hải nhá.